Bây giờ mình nêu một cái mới nha, bấm new project. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm việc với title, tức là tạo tiêu đề cho phim. Các bạn sẽ tạo một cái tiêu đề, tức là mình nhập chữ làm cái tiêu đề cho phim. Title. Đây các bạn có thể đặt là tiêu đề phim. Ở đây chúng ta đang sử dụng chuẩn standard 48 MHz. Ok luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái tiêu đề cho phim. Thì nếu mà các bạn mở cái phần program file này, nếu các bạn chưa bật cái save margin á, tức là cái vùng an toàn cho chữ và hình á, thì các bạn click phải lên đây, click phải lên cái giao diện này, các bạn sẽ chọn save margin. Để làm cái gì? Để bạn biết cái vị trí mình sẽ đặt chữ ở đâu, để biết cái vị trí mà bạn sẽ đặt cái tiêu đề phim nó nằm ở trong cái phạm vi nào. Bây giờ để tạo một cái tiêu đề cho phim thì các bạn quan sát ở trên cái thanh menu này. Đối với CS6, CS7 thì các bạn có thể thấy nó nằm ở trên này. Còn nếu bạn nào xài CS8 á, tức là 2018, thì lát nữa thầy sẽ hướng dẫn nó sẽ nằm ở vị trí khác, chứ không nằm ở đây. Ở đây các bạn sẽ chọn title này. New title ha. Thì đây các bạn có ba cái lựa chọn. Thứ nhất là default. Default style tức là nó sẽ đứng nguyên, tức là cái này là không mặc định, tức là không có chuyển động, không có chạy. Cái title chữ của mình nó không có di chuyển, nó không có chạy. Còn cái default role tức là cái chữ của bạn sẽ chạy lên trên hoặc là chạy xuống dưới, tức là roll, nếu như bạn roll chuột á, chạy lên chạy xuống á, thì mình sẽ default roll. Còn default count này á, thì nó sẽ chạy qua trái, cái chữ của bạn nó sẽ chạy ngang qua màn hình, nó chạy ngang qua màn hình qua trái hoặc qua phải. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với default style, tức là mình sẽ tạo một cái file mà nó đứng tại chỗ thôi. Thì đây các bạn có phần rộng, chiều rộng, chiều cao, đây là kích thước của cái màn hình này, kích thước của cái video này. Ở cái time basic cơ sở thời gian thì các bạn đang để là 29.97, cái này là dành cho hệ DV1 NTSC thì bạn mới có được cái tốc độ khung hình này. Thì cái này thì nó theo cái dự án của mình rồi, chúng ta không cần chỉnh nữa. Còn cái name, phần name này thì các bạn đặt tên, một cái tên gì đó để bạn nhớ. Nếu không đặt tên thì tự nó để là title 1. Thì bây giờ thầy đặt tên là, thôi để không vậy đi, ok. Thì khi đó các bạn sẽ xuất hiện cái giao diện này. Đây là cái giao diện để bạn nhập chữ. Thì thầy sẽ giới thiệu về cái giao diện này cho các bạn hiểu. Cái thanh bên này là cái thanh công cụ này. Đây là thanh công cụ nhé. Ở phía dưới này là cái bảng giống, canh giống đó, canh giống. Thì cái thanh công cụ thì các bạn đầu tiên đây là công cụ select, tức là công cụ chọn. Đây là cái công cụ select, tức là công cụ dùng để chọn. Chọn cái này là gì? Xoay, đúng không? Xoay đối tượng. Còn chữ T là gì? Nhập chữ bình thường, đó là nhập bình thường, nhập chữ. Chữ T mà có mũi tên đi xuống thì sao? Đó là nhập chữ theo kiểu chữ Trung Quốc á, đó là nhập từ, nó chạy từ trên xuống dưới. Còn hai cái này là cũng nhập chữ nhưng mà nhập dạng là
văn bản nhiều chữ, giống như kiểu dàn trang các bạn nhiều chữ thì mình sẽ dùng cái này, rắn tạo thành một cái khung văn bản, rắn trong một cái khung, sau đó mình sẽ làm cho khung này, tức là nhiều chữ. Còn cái này, hai cái này tức là đánh chữ trên đường bát, tức là khi các bạn vẽ một cái đường bát, bạn dùng công cụ Ben này, các bạn vẽ một cái đường bát là đường như vậy, sau đó bạn dùng công cụ chữ T, bạn nhấp lên đây, tức là mình đánh chữ trên đường bát, các bạn sẽ đánh chữ, nó sẽ chạy trên đường bát này, được không? Nó sẽ đánh chữ chạy trên đường bát. Thì công cụ này, công cụ Ben này là Ben vẽ đường bát, đây là vẽ. Còn này là gì? Ben có dấu trừ là gì? Xóa nốt. Bạn có một cái nốt thì bạn có thể xóa đi, đúng không? Nếu bạn học AI rồi thì bạn sẽ biết công cụ này. Photoshop cũng vậy. Công cụ này thêm nốt. Ví dụ trên cái đoạn này bạn muốn thêm một nốt thì chúng ta sẽ click, chúng ta thêm nốt. Còn này uốn cong hoặc là chỉnh sửa đường bát, đúng không? Uốn cong hoặc chỉnh sửa đường bát. Còn cái bộ này là mình vẽ hình, cái này là vẽ sáp á, tức là vẽ hình. Các bạn vẽ hình, nắm được chưa? Đó, đó là cái bộ công cụ thì lát nữa mình sẽ làm. Rồi ở phần dưới này, ở phía dưới này thì các bạn sẽ có những cái phông mà sẵn. Đây là những cái hiệu ứng, những cái hiệu ứng có sẵn, thì bạn có thể nhấp vô đây, mình sẽ chọn kiểu title có sẵn. Rồi cái phần trên form này, bây giờ thầy đánh một cái chữ nha, để mình làm việc nè. Thầy không chọn cái mẫu có sẵn mà thầy tự đánh ở đây, thầy dùng công cụ là type tool, thầy nhấp vô đây. À, các bạn gõ cái chữ gì cũng được. Đó, thì khi các bạn gõ chữ lên đây thì bạn thấy là gì? Cái vùng an toàn của hình và chữ đây. Thì cái chữ của mình nó phải nằm ở trong cái vùng an toàn. Ở đây các bạn thấy này. Cái chữ của mình nó phải được nằm ở trong cái vùng an toàn này, là bên khung trong này. Không? Nó sẽ nằm bên trong này nhé. Nằm bên trong. Các bạn phải đặt nó bên trong chứ đừng có đặt bên ngoài. Thì thầy sẽ giới thiệu cái bảng title priority cho các bạn. Đây là cái bảng điều khiển, chỉnh sửa và điều khiển. Thì cái mục đầu tiên là cái mục transform. Chúng ta sẽ làm việc với cái phần đầu tiên là transform. Thì cái đầu tiên là opacity này. Mặc định đã để 100%. Các bạn có thể giảm opacity xuống thì bạn được cái đối tượng nó mờ đi. À, đối tượng nó mờ rồi. Exposition tức là thay đổi cái vị trí của đối tượng theo trục X. Các bạn thấy này. Các bạn có thể đặt con trỏ vô đây, sau đó bạn di chuyển qua trái qua phải, còn không thì bạn tự nắm tự kéo, tự click vào đối tượng mình tự kéo. Nếu mà không thì bạn sử dụng cái thông số này. Trục Y thì đưa chữ lên trên hoặc xuống dưới. Trục Y. Width là cái độ rộng, độ lớn của cái đối tượng. Width giống như là scale á, kéo to thu nhỏ. Đây là một chiều. Rồi stay là mình sẽ xoay. Đúng không? Xoay. Rồi tay là mình sẽ xoay. Rồi, nắm được cái bảng trên form chưa? Chức năng của bảng trên form. Đó, có bằng này chức năng bạn phải hiểu nữa. Đến tiếp theo là gì? Thầy sẽ giới thiệu bạn bảng priority. Cái phần đầu của nó là font family.
Đây là họ hàng nhà Phong. Các bạn bấm vào đây. Nó rất nhiều các cái kiểu Phong khác nhau. Thì cái này nhiều ít do các bạn cài thôi. Đây, trong này thì các bạn sẽ lựa chọn. Nếu bạn đánh tiếng Việt thì mình sẽ tìm đến cái dòng Phong tiếng Việt. Tiếng Việt này. Cái này là Unique, là cái Phong Unitime đó. Ở đây thầy đánh đánh kiểu Unique, Unicode. Unicode thì chúng ta phải chọn cái phần cái dòng ở phía trên này, tức là UTM. Phong style là gì? Kiểu chữ đúng không? Kiểu chữ thì có loại nó sẽ cho mình có thể pôn lên được, hoặc là vừa pôn vừa nghiêng, hoặc là acrylic tức là nghiêng không. Đó. Bình thường thì phong style thôi, cho phép bạn chỉnh cái kiểu phong. À, phong size là cỡ chữ nè, bạn có thể thu nhỏ chữ, thu nhỏ kéo lớn, tức là phong phong size ha. Phong size. Effect là phần trăm lớn hay nhỏ. Leading, leading là gì? Khoảng cách giữa các dòng. Nếu như bạn có nhiều dòng, ví dụ trong bài bạn đánh 3-4 dòng thì cái leading này nó sẽ là cái khoảng cách, khoảng cách từ dòng trên xuống dòng dưới, nó sẽ là khoảng cách giữa các dòng. Cái thằng chỉnh cái thằng leading này, nếu bạn học rành bên guộc thì bạn biết này. Kerning, kerning là khoảng cách giữa các ký tự, không? Các ký tự thì bạn có thể giãn ra các ký tự, nó giãn giãn ra. Nó tracking, tracking là khoảng cách giữa các từ. Rồi basic slide shift, tức là nó sẽ theo cái chân gạch ở dưới. Thì cái này cũng chắc cũng ít xài, không ai xài cái này mấy. Basic slide shift, S-land là làm giống làm xiên đối tượng, xoay theo bao nhiêu độ, xiên bao nhiêu độ thì bạn nhập vào đây. Thì các bạn ngồi thử hết thì một lượt thì mình sẽ hiểu được thôi. Rồi đây là small cup, tức là mình có thể biến đổi chữ thường thành chữ hoa nhưng mà cái dạng chữ nhỏ thôi. Đó. Small cup. Rồi small cup size. Small cup size này là cỡ. Đúng không? Small cup size. Underline, underline là gì các bạn? Underline là nếu bạn check cho đây thì nó là gạch chân ở dưới, gạch chân. Distort, distort là gì? Trong Photoshop đó là cái gì? Trong AI nó là cái gì? Distort đó là làm biến dạng chữ, phải làm biến dạng không? Biến dạng theo trục X hoặc là biến dạng theo trục Y, làm biến dạng đối tượng, làm chữ nó biến dạng đi. Rồi tiếp theo phía dưới này chúng ta làm việc tiếp với các bạn là fill. Fill là gì? Fill là màu, màu nền. Thì color ở đây cho phép bạn chọn màu. Ví dụ thầy chọn một cái màu thì bạn bấm vô cái ô này, các bạn click vô cái ô này mình sẽ đổi được cái màu, màu cho chữ. Còn cái ống hút này thì mình sẽ hút màu. Đó thì phần color. Opacity là gì? Chỉnh cái gì?
Nếu bạn muốn cho nó mờ đi, nó nhạt đi thì mình có thể dùng opacity, độ mờ đục. Rồi tiếp theo là gì? Scene này. Scene là gì ta? Scene. Add scene. Đi sai thôi. Add scene. Hết. Nào. Đúng rồi. Việt Nam Mi mà sao không ra? Cái này nó giống như là nếu mà dịch ra thì nó giống như là một cái mạng nước ở trên đó, một cái độ bóng. Giờ các bạn bấm vào đây mình xem lại. Ví dụ thầy chọn màu đỏ đi. Rồi màu đỏ nha. Size là cái cỡ của nó này. Tức là nó tạo ra một cái bóng, bóng nước hay là cái gì đó, cái kiểu như vậy đó. Texture là một cái chất liệu, đúng không? Một cái chất liệu. Rồi tiếp theo phía dưới này là stroke. Stroke này là gì? Nét viền, đúng không? Là cái nét viền. Nét viền thì các bạn có inner stroke, tức là nét viền bên trong, và outer stroke, tức là nét viền bên ngoài. Ví dụ thầy chọn cái nét viền bên ngoài này, thầy bấm vô này. Thầy bấm vô nét viền bên ngoài nhé. Cái thằng color á, cái nền nó đen màu đen nên các bạn không thấy được cái nét. Thì bây giờ thầy bấm vô color, thầy đổi thành cái màu trắng nè. Sau đó thầy tăng cái size của cái thằng stroke lên nè. Đó, thấy không? Tăng cái size của thằng trap lên thì mình thấy được cái nét viền này. Đó. Đây là chiều sâu này. Đó, phay là bề mặt hết tất cả. Tăng cái này lên. Thì trong phim thì các bạn nên xài những chữ mà ít chữ thì mình nên tạo nét viền để cho nó nổi. Nếu bạn không có nét viền thì chữ nó không nổi được ha. Các bạn nên tạo cho nó cái nét viền. Opacity là độ mờ của cái nét viền. Rồi nó cũng có cái stream, đó là một cái bóng bên trên. Drop shadow là gì? Shadow là gì? Shadow là mình sẽ tạo cái bóng đổ cho nó. Đây nền đen nên nó không, mình cũng không cần đổi bóng. Background là màu cho cái nền. Mặc định của cái nền đang là màu đen, nếu bạn muốn đổi màu thì mình có thể đổi cái màu khác. Bạn có thể đổi cái màu video này, màu nền. Rồi trong bảng này còn gì nữa không? Bây giờ đến cái phần fill, trở lại phần fill này. Cái solid tức là mình đang tô kiểu một màu. Các bạn bấm vô chữ solid thì mình có liner gradient là gì? Là tô kiểu màu tô gì? Chuyển sắc theo kiểu thẳng, đúng không? Chuyển sắc nhưng mà tô kiểu thẳng. Cho kiểu thẳng. Bấm vô liner. Thì đây các bạn thấy nó có hai màu này. Các bạn bấm một con trượt này để mình đổi màu. Nhấp đúp vô nhé. Các bạn nhấp đúp vô con trượt này. Ở đây thầy đổi màu đỏ đi.
lúc này các bạn sẽ có được cái từ đỏ tới vàng, đúng không? Từ vỏ đỏ đến vàng, bỏ cái này đi, từ đỏ đến vàng. Còn cái radio gradient này thì là nó kiểu tròn ha, tô kiểu tròn. Cái này là bốn màu, tô kiểu bốn màu. Đó. Tức là cái phần fill này là màu. Thì trong cái bảng đó là nó như thế. Còn đây là những cái chữ nó có phông sẵn. Các bạn có thể nhấp vô những cái này, nó tạo ra cái phông sẵn. Ta sẽ tạo phông sẵn. Bạn sẽ có những cái kiểu có sẵn. Có cái kiểu có sẵn. Rồi. Bây giờ nếu bạn không chỉnh gì nữa, ở đây thì nếu bạn đánh nhiều dòng thì nó có canh giống này. Như left là canh về bên trái, cái này là center là canh giữa, còn này là right tức là canh về bên phải. Thì bạn có thể điều chỉnh cái này. Rồi bây giờ các bạn muốn lấy cái file này ra, lấy cái chữ này ra thì chỉ đơn giản là gì, các bạn tắt nó đi, không cần lưu gì hết, tự máy nó lưu, đóng lại. Thì bạn lấy đâu? Nó sẽ nằm trong cửa sổ project này. Các bạn vào cửa sổ project thì bạn sẽ thấy cái tiêu đề của nó là đây, cái clip này. Các bạn kéo cái này thả xuống dưới cửa sổ dưới đây, bạn thả xuống cái video 1. Các bạn thả ở đây này. Thì bạn đây bạn có được cái style, cái tiêu đề này. Được chưa? Cái tiêu đề này thì bạn thấy làm sao, nó không có chuyển động. Bây giờ thầy muốn sửa lại cái chữ này thì chúng ta sửa như thế nào? Các bạn chỉ việc nhấp đúp lên cái clip này, nó sẽ sửa, đúng không? Nó sẽ sửa. Bây giờ thầy đánh thêm một cái chữ nữa. Rồi. Các bạn muốn sửa thì các bạn bôi đen nó, rồi các bạn sẽ chọn phông hay là mình làm gì đó mình sửa thôi, bình thường như vậy thôi. Ví dụ đổi màu nè. Thì bạn sửa lại thì ở đây nó tự cập nhật cho các bạn. Nó tự cập nhật, tự thay đổi. Bây giờ thầy muốn cho cái chữ này nó chuyển động nè. Nó sẽ chạy từ ở dưới lên. Nó sẽ chạy từ dưới lên. Các bạn nhấp đúp vô lại nhé. Các bạn để ý ở chỗ góc này nè. Nó có Roll và Scale Option. Các bạn bấm vào đây. Bấm lại cái bảng này cho thầy. Thì ở trong này các bạn sẽ có cái gì? Các bạn sẽ Roll tức là gì? Chạy lên hoặc chạy xuống, đúng không? Bây giờ mình cần nó chạy lên chạy xuống thì bạn chọn roll. Rồi quan trọng là gì? Start of stream. Bạn check cho đây, tức là nó sẽ chạy bắt đầu từ cảnh, bắt đầu từ phim, từ cái dưới cảnh và kết thúc của cảnh. Kết thúc phim, kết thúc của cảnh. Bạn check cho đây hai cái này cho thầy. Được chưa? Nhấn OK. Rồi tắt đi. Thì bạn thấy nhấn lay đây, bạn thấy nó sẽ chạy từ dưới lên, từ bắt đầu từ cảnh đến kết thúc của cảnh. Được chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ tạo thêm một cái title nữa. Vô style new. Thầy tạm thời thầy cứ chọn là default style cũng được. Cái này thầy để là 2 ha. Ok. Thầy tiếp tục dùng công cụ chữ T. Cái này là nó là cái file này này, nên bạn thấy nó hiện lên đây thôi. Ở đây thầy đánh chữ là
Dạ. Đó, bạn muốn sửa lại thì tiếp tục vô gì? Vô phong. Chọn. Kéo 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 tìm cái phong. Cái này là dạng phong Unicode. Ta sẽ tìm đến cái dòng Unicode ở đây này. Rồi cho size nó nhỏ lại, nó nằm ở trong vùng an toàn của chữ. Đó, ví dụ thầy cần cái chữ như vậy, cho cái màu khác đi, đúng không? Đổi màu. Muốn nét viền nữa thì chúng ta quận lên, bấm vô cái thằng stroke, đổi cái màu color màu đen thành màu vàng đi, màu trắng đi ha. Thì các bạn để ý cái vòng tròn này nó sẽ nằm đâu thì mình nó sẽ hút cái màu ở đó, tăng cái size lên, tăng cái size lên. Đó. Rồi xong rồi thì bạn đóng nó lại thôi. Bây giờ bạn kéo cái hai này vô đây thì clip chạy tới không? Đó, chạy lên nè, xuất hiện cái chữ. Đó, chữ này bây giờ cái chữ em của ngày hôm qua thầy muốn cho nó chuyển động luôn. Thầy nhấp đúp vô chọn gì các bạn, bấm vào đây đúng không? Bây giờ thầy muốn cho nó chạy qua trái thì thầy chọn cái này, bắt đầu của cảnh và kết thúc của cảnh luôn, chuyển động qua trái hoặc qua phải nha. Ok rồi, tắt đi. Bây giờ bạn thấy chữ chạy này. Có phải chạy từ bên phải qua trái không? Không. Còn cái roll này, cái này roll này, cái này là roll nhé. Còn này là chạy qua trái này, sao? Tiếp theo các bạn muốn vẽ một cái hình thì sao? Cũng lại tiếp tục title, new, still đó. Vẽ hình thì nó không chuyển động, mình cũng dùng still. Okay. Thì bây giờ để vẽ hình thì các bạn sẽ dùng cái nhóm này cho thầy. Giờ thầy dùng pen nhé. Thầy vẽ một cái gì đó. Ở đây thầy vẽ một trái tim. Nào. Các bạn muốn sửa lại thì bạn vẫn dùng cái công cụ pen này để bạn chỉnh sửa. Vẫn dùng pen để chỉnh sửa. Nào, vẫn dùng pen để chỉnh sửa. Nếu bạn dùng cái này thì không sửa được nha. Này chỉ di chuyển thôi. Các bạn muốn thêm nốt thì dùng pen có dấu cộng này thì bạn sẽ thêm được nốt này để mình uốn này. Bạn muốn xóa thì mình dùng pen có dấu trừ, mình lướt vô xóa nốt. Muốn chỉnh sửa là vẫn là pen tool này, bạn kéo ra được chưa? Đó, bây giờ bạn muốn tô cho nó đầy cái khung này thì bạn để ý ở trong cái phần graphic này cho thầy nè, graphic style nè. Các bạn bấm vào đây, các bạn chọn là gì, fill bezier nè, fill bezier, bấm vào đây ha, fill bezier. Đó, thì nó sẽ đổ full cái này cho mình. Cái phần color này thì bạn đổi màu khác, bấm vô color bạn đổi màu, bấm vào đây để bạn tạo ra những cái ván ở bên trên, cái giống như cái bóng trên đó. Opacity là M. Muốn tạo nét thì mình sẽ dùng stroke tạo nét. Nét ví dụ nét màu gì đó thì mình màu trắng đi ha. Cái size là cỡ nét nè.
bóng thì nếu có bó thì mình sẽ đốt xa đao, không thôi được chưa? Xoay thì cái này xoay, cái này là kéo lớn thu nhỏ, đúng không? Opacity là gì? Mở đục. Thì các bạn nắm được cái bảng này hết cho thầy thì mình hiểu thôi, dễ làm thôi. Rồi vẽ xong rồi thì các bạn có thể là kết thúc là đóng các bạn. Mình lấy cái file đó ra. Các bạn muốn cho nó xuất hiện ở đâu? Ví dụ xuất hiện cùng với những cái chữ này luôn. À, xuất hiện cùng với những chữ này. Để đặt ở đây. Đặt đây ha. Kéo dài ra cho nó bằng. Rồi trên form này. Nhấn play xem. Đó thì chữ này là roll nè. Còn chữ này curving line left tức là chạy qua. Còn cái logo này không có chuyển động ha. Thì ngoài ra các bạn có thể kết hợp với gì? Các bạn có thể thay đổi cái position, đó là thay đổi vị trí để sau đó mình tạo cái gì? Keyframe để mình tạo chuyển động cũng được, đúng không? Có nhiều cách để bạn xử lý cái vấn đề này. Rồi. Rồi có ai chưa hiểu cái đoạn này không? Có ai cần giảng lại cái phần title này không? Có chỗ nào chưa rõ không? Các bạn nào chưa hiểu nói thầy giảng lại. Nếu mình đánh chữ bình thường, sau đó mình dùng cái position làm chuyển động. Không cần roll grip cũng được, cái đó mình làm thủ công, đúng không? Làm roll thì chạy nó đỡ hơn, chạy nó êm hơn. Cái gì? Steel thì đây thì trong này các bạn thấy nè, nếu mà bấm vô steel thì cái phim này nó sẽ đứng tại vị trí, nó không có chuyển động. Ví dụ thầy để roll Steel nhé. Steel. Bây giờ cái chữ này nó đứng nguyên chỗ này. Đúng không? Nó đứng nguyên chỗ này. Thì lúc này các bạn có thể kết hợp gì? Các bạn dùng position này. Thầy muốn cho nó chạy từ phải qua thì cho nó qua đây. Thì tạo keyframe tại cái vị trí 0 này. Sau đó kéo về cuối này. Thì tạo một keyframe nữa. Rồi thì di chuyển qua bên phải. Được không? Thì có phải là mình cũng chuyển động được không? Đúng không? Cũng dùng keyframe thôi. Còn dùng trong này thì nó có sẵn left hoặc right. Bấm vô start and sprint. Bỏ keyframe này đi, nó vẫn chạy thôi, nó sẽ cắt từ đây. Để mình tạo keyframe dính thôi. Rồi có ai chưa hiểu bài không? Cần giảng lại không? Bây giờ các bạn bỏ ra khoảng 15 phút, các bạn làm lại cái bài này cho thầy. Thứ nhất là tạo roll chữ từ dưới lên, sau đó một cái chạy từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái, vẽ một cái hình cho thầy. Tức là mình có 3 cái clip, được chưa? Các bạn để ý nè, cái clip nào là dạng clip phim á thì nó có dây phim nè, thấy không? Clip nào có dạng phim là nó có dây phim, còn clip nào dạng hình á
thì nó có biểu tượng này nha. Clip phim thì nó có dạng dây phim, clip hình là biểu tượng này.